Điểm khác biệt trong công tác xét tuyển đại học năm nay là thí sinh được đăng ký và điều chỉnh không hạn chế số nguyện vọng, nhưng phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống. Thí sinh đủ điểm để trúng tuyển vào nhiều nguyện vọng sẽ chỉ được quyền vào học ngành có nguyện vọng với thứ tự ưu tiên cao nhất. Chính vì thế, thí sinh và gia đình cần hết sức thận trọng. Với cách tuyển sinh năm nay thì các phụ huynh không cần phải lo lắng như thế, bởi vì là cũng đã mở cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Chúng ta được đăng ký không giới hạn nguyện vọng. Bởi vậy, về nguyên tắc là thí sinh hay phụ huynh cũng nên lựa chọn cái cách thức là chọn một cái top trường mà mình mong muốn ở top cao, một top trường ở mức trung bình và một trường ở mức thấp nhất để đảm bảo cái ngưỡng an toàn cho mình. Các em tìm hiểu kỹ hơn về các ngành, các trường, rồi tham khảo điểm chuẩn các năm trước, thì các em được tùy chọn, thay đổi thoải mái. Đấy thì theo tôi thì các em nên mở rộng ra, chọn nhiều ngành nghề, nhiều trường, cả top trên, top giữa và top dưới. Thì em bao hết các trường hợp thì em có cơ hội trúng tuyển tốt hơn. Các em ấy nên đăng ký, mình vẫn kiên định những cái nguyện vọng, những cái ngành nghề mà mình yêu thích trước nhất. Và có thể cách đăng ký như này ạ. Nếu ta thích một cái ngành nghề, ta nên đăng ký chọn ngành, chứ không nên đăng ký theo cái kiểu chọn trường. Các em học sinh năm nay nên tập trung vào các cái ngành nghề của mình, chứ không nên tập trung vào cái bằng cấp quá. Để hỗ trợ công tác xét tuyển diễn ra trật tự không sai sót, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương trong xây dựng hệ thống phần mềm xét tuyển. Năm nay là vì thí sinh đăng ký rất là nhiều nguyện vọng, những năm xưa các em đăng ký nguyện vọng còn bây giờ rất nhiều nguyện vọng. Vì vậy nên là Bộ đã xây dựng cái hệ thống phần mềm xét tuyển để hỗ trợ cho các trường. Thì năm nay thì có hai nhóm xét tuyển, nhóm khu vực phía Bắc và nhóm khu vực phía Nam. Hiện nay là hệ thống phần mềm đã hoàn thiện, và trong cái thời gian vừa qua thì các trường trong nhóm cũng như ngoài nhóm và kể cả các đồng chí phụ trách cái tuyển sinh của Bộ cũng đã chạy thử giống như chạy thật để đảm bảo cho các trường là có nhiều kinh nghiệm thật quen khi mà thực hiện cái xét tuyển và nó diễn ra trong trật tự an toàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng và phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2017.